Chào mọi người, hôm nay mình lại chia sẻ thêm một món sake nấu hon và mình làm chay nha các bạn. Thì món này vừa ngon lạ miệng, ăn cùng bún, bánh mì, các bạn có thể làm những món chay đại tiệc cũng rất ngon lại tiện và có vị béo bùi từ sake, đậu phộng, vị thơm từ sả. Đây là tất cả các nguyên liệu. Thì mình có một trái sake nặng 1 kg và 50g nấm mèo thì mình cũng đã ngâm mềm, vài cây sả và một cọng hành bogo. Thì các bạn thích nấm nào mình có thể thêm vô. Còn bên đây đậu phộng thì mình sử dụng 100g. Gia vị mình có 1 thìa canh nước tương và 1 ít muối, 1 thìa canh đường và 1 thìa canh hạt nêm chay. Còn bên đây bột nghệ mình sử dụng là 1 thìa cà phê bột nghệ và một ít bột ngũ vị hương. Đầu tiên thì đậu phộng mình sẽ ngâm dưới nước. Còn sả thì mình đã đập dập rồi. Thì một phần mình sẽ cắt khúc ra như vậy. Thì sả mình đập dập để cho sả khi mà mình xào nó được thơm hơn. Còn một phần thì mình sẽ băm ra cho thật là nhuyễn nha các bạn. Thì mình nấu cái sake nấu hon này á, mình để sả nhiều thì nó sẽ thơm và lại ngon. Đến phần nấm mèo á, thì mình ngâm nở rồi và rửa sạch, mình cũng sẽ cắt ra miếng vừa ăn. Thì mình để có nấm mèo vô khi mình ăn á, nó có độ giòn sần sật rất là ngon. Còn hành bogo mình cũng sắc mỏng để lát mình phi cho thơm. Thì các bạn có thể thay thế bằng ngò gí. Tiếp đến thì mình sẽ đi gọt cái phần vỏ của quả sake. Thì sake này á, mình làm được rất là nhiều món nha các bạn. Mình ăn nó giống như là pha lan, có vị béo bùi á. Rồi xong thì mình chẻ ra làm hai. Mình lấy hết cái phần cùi ở giữa ra hết nha các bạn. Và trước khi mà mình gọt cái quả sake thì mình có pha một thao nước muối. Để lát mình xắt cái sake ra mình để vô liền á, để cho không có bị thâm đen. Rồi cái phần sake á, thì mình xắt những miếng cho nó hơi to. Mình nấu hon cũng như mình hầm vậy đó các bạn. Mình xắt to để không ai nó bị gã ra. Rồi mình để vô cái thao nước muối mình ngâm để cho không có bị thâm. Và mình sẽ đi nấu trước cái phần đậu phộng cho mềm. Mình cũng bắt cái chảo lên để mình đi chiên sake. Thì mình sẽ chiên cho vừa vàng tới và vàng tất cả các mặt. Thì mình chiên trước như vậy để khi mình nấu cái phần sake dù chín gục nhưng mà nó không có bị gã ra nha các bạn. Và mình sẽ trở bề lại rồi mình chiên cái bề mặt còn lại cũng vừa vàng tới như vậy. Sake này thì mình làm được rất là nhiều món, mình có thể là đem đi chiên giòn, ăn cùng tương ớt hoặc là mình kho sả ớt á, rất là dễ ăn luôn. Và sake thì mình chiên tất cả nó cũng đã vàng rồi, thì mình sẽ đem ra ngoài. Sake khi mà mình chiên xong rồi thì mình đổ vô một cái thau để mình đi ướp gia vị trước. Thì mình để bột ngũ vị hương, rồi mình cũng để bột nghệ vô và nước tương. Tất cả các gia vị mà nãy mình có giới thiệu trước á, thì mình để cái bột ngũ vị hương vô á, để cho cái sake của mình có cái vị thơm và nó có cái mùi của mình nấu hon hơn nha các bạn. Rồi mình để sả băm cũng như hành bogo, rồi mình cũng để sả khúc vô.
Mình trộn đều, mình ướp khoảng 15 phút để cho gia vị bột ngũ vị hương á, cũng như là bột nghệ á, cho thấm đều vào trong miếng sa kê. Thì mình ướp trước như vậy, khi mà mình nấu hơn á thì sa kê á, nó sẽ ngon và nó thấm vị. Mình để sả nhiều thì càng ngon nha các bạn. Và mình bắt một cái nồi lên để mình đi nấu hơn, thì mình để một ít dầu ăn, rồi mình để sả băm cũng như là hành bogo, sả khúc vô mình phi cho tất cả vừa vàng tới và thơm. Thì các bạn có thể thêm cái ngò gí vô cũng rất thơm nha. Và phần sả giờ cũng thơm rồi, thì mình sẽ để nấm mèo vô, rồi mình xào cho cái phần nấm mèo á săn và thơm. Thì nấm mèo mình thêm vô á, để khi mình ăn á nó có cái độ giòn sần sật rất là ngon. Thì các bạn thích cái loại nấm nào thì mình có thể thêm vô. Rồi mình để vô đây một ít bột nghệ và nước tương, rồi mình cũng xào đều. Rồi mình để cái phần nước lọc vô nha các bạn. Mình nấu cho sôi, nấu cho cái phần nước dùng này á cho sôi lên. Rồi khi sôi lên có bọt á, mình sẽ hớt hết cái phần bọt. Rồi mình sẽ để cái phần đậu phộng mà nãy mình có nấu trước á. Mình nấu trước cái đậu phộng á, thì nó chín mềm hơn và chín đều hơn. Rồi mình sẽ nấu cho tất cả chín á, và nước á, sôi lên. Rồi khi tất cả đã chín rồi thì mình mới để cái sa kê vô. Tại sa kê mình chiên trước á, nên nó cũng đã chín rồi nha các bạn. Nên mình để sau. Rồi mình nấu cho cái phần nước sôi lên và tất cả chín hẳn luôn nha. Bây giờ thì mình nêm gia vị thì nó thiếu một ít đường với hạt nêm chay á, nó hơi bị nhạt, mình thêm vô nha các bạn. Thì về cái phần gia vị các bạn nêm sao cho vừa hợp khẩu vị với gia đình mình nha. Thì ở đây mình nêm nó hơi ngọt ngọt và hơi mặn mặn nhạt nha các bạn, nhưng nó có cái vị thơm của sả rất là thơm luôn. Thì giờ tất cả cũng đã chín rồi, cũng như đậu phộng cũng đã chín mềm, sa kê cũng đã mềm hết rồi. Và mình sẽ múc cái phần sa kê nấu hon ra tô cho các bạn xem nha. Rất thơm ngon, đậm đà và có cái mùi thơm của sả. Và món sa kê mình nấu hon, mình làm chay thì mình cũng vừa làm xong, thì rất là thơm cái mùi của sả luôn đó các bạn. Và cái vị béo bùi từ quả sa kê và đậu phộng. Miếng sa kê thì thấm vị vừa ăn, rất là ngon. Nấm mèo á, thì giòn sần sật. Thì món này mình ăn cùng bánh mì hoặc là với bún, hoặc mình làm những món chay đãi tiệc cũng rất ngon lại tiện. Chúc các bạn có thêm món chay ngon cho gia đình.